Theo Marca, Ronaldo đã yêu cầu ban lãnh đạo Al Nassr mời Zidane trong trường hợp đội bóng này sa thải Luis Castro. Hiện tại, niềm tin ban lãnh đạo và cổ động viên dành cho huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đang xuống rất thấp, nhất là sau thất bại trước Al Hilal ở trận chung kết siêu cúp Ả Rập. Luis Castro được cho là không đủ khả năng để giúp Al Nassr lật đổ áp thống trị của Al Hilal mùa này. Dù sở hữu những cầu thủ ngoại binh chất lượng như Ronaldo, Mane, Otavio, Brozovic, Al Nassr vẫn thi đấu kém thuyết phục và thường xuyên gây thất vọng trong những trận cầu lớn. Lãnh đạo nhà đương kim áo quân Saudi Pro League được cho là đã tính đến việc sa thải huấn luyện viên Castro. Tuy nhiên quyết định này đã được rút lại do Al Nassr không tìm được nhà cầm quân nào phù hợp. Về phía Zidane, huấn luyện viên người Pháp vẫn chưa có bến đỗ kể từ sau khi chia tay Real Madrid vào năm 2021. Ban đầu, Zidane đang tính toán để thay Deschamps để dẫn dắt đội tuyển Pháp. Tuy nhiên kế hoạch của Zidane đã đổ bể khi Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định gia hạn hợp đồng với Deschamps. Khả năng Zidane và Ronaldo tái hợp có thể xảy ra bởi cả hai đều có quan hệ tốt khi làm việc ở Real Madrid. Bộ đôi này đã gặt hái thành công với hàng loạt danh hiệu, trong đó nổi bật là hai chiếc vô địch La Liga, 3 Champions League liên tiếp. Barcelona gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách đến sân của Rayo Vallecano. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Unai Lopez. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn giữa Barca và Vallecano chính là những ngôi sao trong đội hình. Sau bàn thua, Barca bừng tỉnh và chơi áp đảo. Phút 60, Pedri có pha đi bóng từ giữa sân, phối hợp cùng Rafinha rồi giữ điểm chuẩn xác để giúp Barca gỡ hòa. Phút 46, Dani Olmo, cầu thủ tốn nhiều giấy mực của truyền thông trong thời gian vừa qua được tung vào sân thay Ferran Torres và nhanh chóng để lại ấn tượng. Phút 81, Dani Olmo có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm, tung ra cú cứu lòng chân trái hiệp hốc để mang về chiến thắng 2-1 cho Barcelona. Trong một ngày mà Lewandowski tỏ ra vô duyên, Barca vẫn biết cách tỏa sáng nhờ các tiền vệ tấn công xuất sắc. Họ có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau 3 vòng đầu tiên của La Liga. Huấn luyện viên Hansi Flick cũng có một khởi đầu như mơ. Với cá nhân Dani Olmo, anh chứng tỏ lý do Barca phải chấp nhận bỏ qua những khó khăn tài chính để chiêu mộ và nỗ lực đăng ký cầu thủ này. Barca tạm vươn lên dẫn đầu La Liga với 9 điểm sau loạt trận thi đấu sớm của vòng 3. Cơ quan quản lý bóng đá Pháp sẽ họp trong tuần này để đưa ra vụ tranh chấp giữa Kylian Mbappe và PSG. Vụ việc xảy ra vì Mbappe cáo buộc PSG nợ anh 55 triệu euro. Tiền đạo của Real Madrid thông qua luật sư đã đưa vụ việc này ra tòa. Số tiền 55 triệu euro xuất phát từ tiền lương và những khoản thưởng khác mà Mbappe không được thanh toán. Theo lời quyết, cơ quan quản lý bóng đá Pháp sẽ kiểm tra những tài liệu khác nhau và xác định xem liệu đây có phải là các bằng chứng hay không. Phía PSG cho biết họ không có hồ sơ nào liên quan đến chuyện Mbappe đòi bồi thường. Họ cho rằng đây là điều phù hợp với một lời nói của tiền đạo 25 tuổi vào tháng 8 năm 2023 với chủ tịch Al Khelaifi. Mbappe nói sẽ không yêu cầu đội bóng phải hoàn trả tiền đó nếu như anh chủ động ra đi. PSG muốn Mbappe viết thỏa thuận này và bán hợp đồng gia hạn trong năm 2022. Tuy nhiên, không có thêm một lần nào nữa được ký kết giữa hai bên. Điều này được cho là dẫn đến vụ kiện tụng này. Nếu cả hai bên vẫn không đồng ý và thống nhất được, vụ tranh chấp sẽ được gửi đến tòa án Pháp giải quyết. Ronaldo là người có số lượng đăng ký YouTube tăng nhiều nhất trong vòng 24 giờ, với gần 20 triệu lượt đăng ký. You Are Cristiano trở thành kênh YouTube có số lượng người đăng ký nhiều nhất sau 24 giờ trong lịch sử. Cột mốc đáng nhớ này giúp Ronaldo một lần nữa nhận thêm kỷ lục Guinness. Hiện tại kênh YouTube của anh đã đạt 48 triệu người đăng ký và dự kiến nó sẽ còn tăng trưởng chóng mặt trong thời gian tới. Ngoài YouTube, tiền đạo câu lạc bộ Al Nassr là người nổi tiếng với sự thống trị trên các nền tảng mạng xã hội. Ronaldo là người có trang Instagram khủng nhất trên thế giới với 637 triệu lượt theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, Ronaldo vừa có màn trình diễn xuất sắc tại Saudi Pro League trong mùa Al Nassr. Với pha lập công từ một cú đá phạt, Ronaldo đã có tổng cộng 899 bàn thắng trong sự nghiệp, tức chỉ còn cách cột mốc 900 bàn thắng một pha lập công nữa. Raheem Sterling đã bị loại khỏi hai trận đấu đầu mùa của câu lạc bộ Chelsea. Huấn luyện viên Enzo Maresca nói rõ rằng Sterling phải tìm kiếm bên đồ mới nếu muốn được thi đấu thường xuyên ở mùa này. Bị Chelsea loại khỏi kế hoạch, Sterling sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị nhưng đã từ chối đến Ả Rập Xê Út vì vẫn còn muốn ở lại châu Âu chơi bóng đỉnh cao. Theo nguồn tin uy tín của The Telegraph, Man United đang có hứng thú với Sterling. Giám đốc thể thao Dan Ashworth hôm nay đã đến London để đàm phán với Chelsea về một vụ trao đổi. Quỷ đỏ muốn thuyết phục Chelsea đổi Sterling lấy Sancho.
Tương tự Sterling, Sancho cũng không có tên trong kế hoạch của Ten Hag. Dù nửa mùa trước đã thi đấu ấn tượng tại Dortmund thời gian cho mượn, thế nhưng Sancho vẫn không được tận dụng mùa này. Sancho đã bị gạt khỏi danh sách thi đấu trong hai trận mở màn Premier League. Thương vụ trao đổi này được giới chuyên môn đánh danh là khả thi, bởi lẽ Chelsea trước đó đã ngỏ ý chuyên môn Sancho khi biết rằng cầu thủ này không còn tương lai tại Old Trafford. Theo The Athletic, thương vụ Mark Tominay mang về cho Man United tích 30 triệu euro. Chủ nhà chủ nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ here we go quen thuộc để khẳng định thương vụ này đã hoàn tất. Mark Tominay ra đi để giúp Man United dễ dàng chuyển mộ Manuel Ugarte. Tại Napoli, Mark Tominay sẽ tái hợp với người đồng đội cũ là Romelu Lukaku. Trước đó, Napoli thuyết phục thành công Chelsea bán lại Lukaku khi đưa ra lời đề nghị trị giá 30 triệu euro kèm thêm 15 triệu euro phụ phí. Hiện tại Napoli đang cố gắng chốt xong sớm các thỏa thuận cá nhân. Đội bóng này chỉ còn chờ Lukaku và Mark Tominay vượt qua những bài kiểm tra y tế là có thể công bố cùng lúc hai tân binh này. Bà lãnh đạo Man United muốn bán Tominay nhằm thanh lọc lực lượng và cải thiện sức mạnh đội hình. Mark Tominay trải qua mùa giải trước với hiệu suất ghi bàn cực tốt trong sự nghiệp với 10 bàn thắng sau 43 trận, nhưng vẫn không được câu lạc bộ đánh giá cao. Trước đó, Manuel Ugarte đang trên đường đến Man United để đặt bút ký hợp đồng. Thương vụ này được xác nhận sẽ tiêu tốn của Man United 50 triệu euro kèm thêm 10 triệu euro phụ phí. Trên trang chủ Arsenal vui mừng thông báo có được chữ ký của Mikel Merino. Huấn luyện viên Mikel Arteta cho biết cậu ấy chắc chắn sẽ nâng cấp chất lượng đội hình, kinh nghiệm và sự linh hoạt. Mikel Merino đã thi đấu đỉnh cao trong mùa áo câu lạc bộ và đội tuyển Tây Ban Nha. Cậu ấy sẽ giúp đội hình của Arsenal mạnh hơn rất nhiều với kỹ thuật, cá tính và tinh thần chiến đấu. Giám đốc thể thao Edu cũng phát biểu: "Chúng tôi quá vui khi thương vụ này được hoàn tất. Đây là nỗ lực tuyệt vời của mọi người ở câu lạc bộ. Mikel là mục tiêu của chúng tôi trong mùa hè này. Câu lạc bộ xác định cậu ấy rất phù hợp với đội bóng. Cậu ấy có thể đem đến kinh nghiệm, sức bền và thể chất cho Arsenal trong mùa giải này. Chúng tôi rất vui được chào đón Mikel đến với đại gia đình Arsenal." Để sở hữu chữ ký của nhà vô địch Euro 2024, Arsenal chi 37 triệu euro, bao gồm các điều khoản phụ. Ở đội bóng mới, Mikel Merino sẽ mặc áo số 23. Tiền vệ người Tây Ban Nha là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa của Arsenal, đem lại sự cân bằng để chia lửa cùng Declan Rice, tạo điều kiện cho Martin Odegaard dâng cao hơn nữa và tham gia vào khâu tấn công. Đây là mùa giải mà Arsenal quyết tâm giành chức vô địch sau hai mùa giải về nhì trước Man City.